Action. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Farm Blog. Ngày hôm nay mình giới thiệu một sản phẩm mới. Đó chính là sản phẩm tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc yêu mẹ. Yêu bố mẹ. À, yêu bố mẹ. Đây. Cái này thì sẽ giúp cho mọi người có thể nhuộm tóc được nhá. Thì có rất là nhiều loại hộp như là hộp to, hộp nhỏ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ sử dụng hộp nhỏ để cho các bạn xem nó trông như thế nào thôi. Đây sẽ là hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem trong cái gì nhá. Đây mình sẽ xé cái phần tem này ra. Ôi, chắc quá. Đây, mình đang sử dụng hộp màu nâu nhá. Đấy. Ôi, con này có cái khăn tay mọi người ạ. Đây, khăn tay rất là to. Đây, mình sẽ để ở một bên. Ở đây thì mình đang sử dụng màu nâu. Nhưng bạn nào cũng có thể, chúng ta cũng có thể sử dụng màu đen nhá. Có hai màu, các bạn chú ý. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng luôn. Đầu tiên thì mọi người sẽ đổ hỗn hợp ra một cái bát nhá. Ui dồi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt ra. Đây, bột màu nâu mọi người cũng chẳng khác gì bột màu đen nữa các bạn ạ. Vừa nãy cái bột màu đen này cũng chẳng khác gì bột này. Tiếp theo là các bạn sẽ chế 60ml nước sôi vào. Nhưng mà mình chỉ có nước bình thường thôi. À, ta uống. Được chưa nhỉ? 60ml chưa chưa? Rồi, mọi người sẽ quấy đến khi nào mà được một hỗn hợp đặc sệt như kiểu là sữa chua nhá. Ôi, bột này rất là, bột này nó hơi bị khó tan nên mọi người phải khuấy nhẹ tay và khuấy liên tục nhá. Biết vậy mình dùng nước sôi cho rồi. Nó không tan luôn ấy. Nó không tan mọi người ạ. Nó không tan. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nguội cho đến khi nào mà nó tan nhé mọi người. Mọi người nên sử dụng, à đây là hơi tan rồi. Thì mọi người nên sử dụng là nước sôi, đừng sử dụng nước bình thường như mình. Nếu không là mọi người sẽ mất rất là nhiều thời gian để nguội đấy. Đây là đã hơi xịt lại rồi. Có mùi lá như kiểu matcha à. Mùi matcha. Khá là giống matcha đắng đắng ấy. Rồi bây giờ mọi người sẽ nguấy đến khi nào mà được một hỗn hợp giống như thể là sữa chua nhá. Có mùi matcha, mọi người không nên ngửi nhiều đâu nhá. Nó rất là hắc. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử mồi ra giấy. Sẽ đeo bao tay vào để đảm bảo an toàn. Sạch sẽ. Tên. Bao tay rất là to các bạn ạ, nó to gấp 2 lần tay của mình. Khá lạ. Ok, giờ mình sẽ quét một ít ra giấy. Uầy. Rồi, thấy nó có giống màu nâu không mọi người? Đấy, mọi người thấy thì nó cũng hơi ra da màu nâu một tí. Nó cũng có hơi màu nâu nâu một tí. Một tí thôi. Rất là khó nhận ra tại vì chúng ta phải bôi những cái phần nào mà nó bôi ít thôi mà mình bôi nhiều quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt đi. Đây, tay của mình nha mọi người. Rồi. Thì sau khi mọi người quét lên phần lên tóc xong thì mọi người sẽ
chùm cái mũ vào nhá. Nhưng mà hầu như là tất cả những cái nguyên liệu nó đều ở trong này hết, cho nên là mọi người phải nên mua cái hộp này thì sẽ có đầy đủ là sẽ có cả lược nhuộm, rồi găng tay, rồi mũ chùm ni lông các thể loại luôn. Đây này, nó sẽ có đầy đủ tất cả giống trên này luôn. Đấy. Thì mọi người nên mua cái loại 12 gói này thì nó sẽ nhuộm được 1 năm. Còn nếu bạn nào mua hộp 6 gói thì sẽ nhuộm được 6 tháng hoặc nửa năm nhá. Hộp 5 gói. Ồ, 5 gói là nửa năm nhá mọi người. Đấy, đây là hộp vừa, hộp to và hộp nhỏ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé. Tất cả mọi người.